cặp này quen nè. Mời mời hai em ngồi đây. Xin mời hai bạn. À, trời ơi. Trời ơi, mặc đồ đôi luôn kìa, dễ thương. Dễ thương quá. Ủa, chị nói quen là sao vậy? Quen, ta? Tại vì quen với chị thôi, chưa quen với em. Tại vì hai bạn này là có tham gia chương trình Bóng Hẹn Hò rồi. À, là coi như là đã tham gia nhìn của chị rồi. Mà có phải là một cặp trong ngày hôm đó không? Tụi em quen chéo. Chương trình mới, phải giới thiệu lại. Dạ rồi, em tên là Đặng Nguyễn Thái Dương, năm nay 34 tuổi. Hiện là làm ở ban quản lý của một cái chuỗi siêu thị. Dạ, em tên Đặng Nguyễn Thái Dương, sinh 1984. Chứ giờ em chỉ yêu đúng hai người thôi. Yêu đúng mới có hai người thôi. Hết giờ. Hết thời. Không hiểu sao là gặp lại thì nhìn thấy chị có vẻ đẹp hơn xưa hả chị Tường? Đây là bạn gái của em. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Thị Hồng Yến. Năm nay em 30 tuổi. Công việc của em là kế toán kho của một công ty khóa phá cửa. Dạ em tên Yến. Yến? Còn 27 sao nhìn dí dữ vậy? Không có thích ngủ nhưng mà thích ngủ quá. Ấn tượng đầu tiên mà hai bạn gặp nhau như thế nào? Là gặp nhau trong trong chỗ fan club của Bóng Hẹn Hò hay sao? Sau khi mà có những cái buổi offline á, thì vô tình gặp bạn, thì em mới nói chung là ấn tượng đầu tiên là cái cặp mắt. Em thấy chà, cô bé này có cặp mắt dễ thương đó. Rồi xong cái hỏi ra mới biết là đã cũng từng tham gia Bóng Hẹn Hò. Cái về mới search cái tập của bạn đó coi. Coi đó, ủa sao ngoài dễ thương mà lên chương trình nhìn nó. Yến có về coi cái tập của ảnh không? Em còn nhớ là cái lúc mà em lên chương trình á thì em cũng dễ thương lắm, mà chị Cát Tường còn nói là 30 tuổi sao còn nhí quá vậy. Em chỉ có xem chương trình đó, ngày hôm đó cái tập đó chiếu em cũng có xem luôn, nhưng mà em không nghĩ là em sẽ quen ảnh, tại vì xem thì xem vậy thôi chứ mình không nghĩ là mình sẽ gặp ở ngoài. Lúc mà em tham gia cái chương trình mà offline đó rồi, em thấy là anh này là gọi là cũng là khá ấn tượng đó. Tại vì thứ nhất là ảnh rất là quan tâm tới nhiều người xung quanh. Cái ấn tượng ban đầu của em á là ảnh rất là chu đáo. Tại vì một ta em thấy ảnh sắp xếp mọi thứ trong cái buổi sinh nhật đó cho các bạn ở trong đó. Bạn này là nhiệt tình lắm, chị biết mà. Em thấy vậy đó. Chứ mình nghĩ là nếu mà mình là bạn trai thì mình nhưng mà ai sẽ là ai làm quen với ai trước? Thật sự thì em là cái người chủ động. Cái buổi đầu tiên nó gặp á thì chỉ mới để ý thôi chứ chưa nói chuyện gì nhiều. Thì sau đó có một cái đợt nữa là cái đợt đi từ thiện. Đó. Cái đợt đó là em mới bắt đầu qua bắt chuyện. Mà cái ấn tượng đầu tiên nó cũng rất là mắc cười. Bạn đang đứng, em qua, em hỏi thăm. Mà cái nụ cười đầu tiên của bạn lúc đó răng bạn bị đen á chị. Tự nhiên mới gặp, dạ chào nha anh. Mặt ngửa. Có nghĩa đó là ấn tượng của bạn. Thì lỡ rồi bắt chuyện phải nói tiếp sao. Thật sự là anh này hòa đồng thiệt. Khi mà em gặp lại ảnh thì hai đứa giống như quen từ thời đời nào á. Thì sau cái chương em trình xài đó từ quen từ đời nào vậy, ghê vậy. Sao thấy ấn tượng của ảnh vậy, em toàn xấu không vậy? Ấn tượng của không, em vậy có đôi mắt sao? Đẹp có được đôi mắt đẹp, được chỉ, đôi mắt đẹp. Chỉ có được đôi mắt thôi đó. Sao anh quen anh cũng có nói là em là chỉ được đôi mắt là cứu vớt lại thôi. Ở trên chương trình á thì đúng là thấy ảnh trong giọng cao thiệt, nhưng mà ra ngoài em cũng có trong không có thấy lùn quá hả? thấy lùn thì ấn tượng là thấy lùn hơn nữa. Là khoảng 3 tháng sau, lúc đó không biết là cái đợt đó là em bị do cảm, em bị bệnh cũng hơi nặng á, là nằm mê mệt trong phòng á, thì cũng có hai bạn nhắn tin hỏi thăm em, mà hai bạn đều tên Yến hết. Mà không biết sao là tự nhiên lại có ấn tượng với bạn này. Ủa khoan mà tự nhiên sao bạn bị bệnh nằm nhà mà người ta biết tên nhắn tin hỏi thăm? Chẳng qua là tại vì đăng Facebook. Trời ơi. Tại vì lại răng thính nữa. Răng thính buồn nơi. Đúng rồi, thả thính. Đăng cái tay Facebook là bệnh rồi than thở này kia nọ. Em thấy cũng thấy tội tội. Em mới nhắn tin cho ảnh. Em nói là chắc ở nhà trọ mình chắc buồn lắm. Thôi nhắn tin chủ động quan tâm thử coi sao. Thì em mới chỉ cái bài thuốc là hạ sốt rồi xong sao như thế nào đó, nửa đêm nửa hôm vậy. Rồi em mới kêu là bây giờ anh làm theo cách đó đi, tại vì gia truyền mẹ em để lại. Qua ngày hôm sau á, đi công chuyện về thì tự nhiên nhắn tin cho em. Cái kêu em ơi xong tự nhiên hôm nay anh thấy anh làm cái cách của em làm hôm qua đó, mà anh thấy nó người nó mệt hơn, mà giờ anh nằm bẹp đóng rồi. Có thiệt không, có thiệt là vậy không? Làm mà làm sai cách rồi sẵn có cái cớ bắt đền luôn. Sau lần đó là tụi em hẹn hò đầu tiên ở ngoài công viên Tàu Đàn đó. Cái vô Tàu Đàn đi, cái cảm giác đầu tiên đó khi mà thấy bạn nó cũng là lú. Ủa chê hoài vậy trời. Hôm nay giận mặt nhau hay sao á? Lúc đó ngày xưa bạn không vào, không được như vậy đâu. Từ tóc, tai, trang phục nhìn nó lúa lắm. Lúc đó cũng
cũng biết giả bộ lắm. Xe đông á, ga lăng á, nắm tay dẫn qua đường rồi mới được nắm tay lần đầu tiên. Hung chị nào hung? Dạ, chưa từ từ chưa chị một lát nữa cái giả bộ coi chỉ tay mà vừa cầm bàn tay lên là ấn tượng nữa. Cầm bàn tay lên trời bàn tay xấu như khúc củi nữa gì vậy trời, cái gì vậy, chị đang xảy ra trong chương trình của tôi vậy? Từ đó em đặt tên bạn em luôn là kêu bằng tên là bằng khúc củi luôn. Nhưng mà kèm thêm hai chữ nữa chị, có đáng yêu nữa. Tại vì em là giống như là bẩm sinh là tay em đã xấu sẵn rồi, thì em biết là cái khuyết điểm của mình. Đẹp mà gì đó. Xài 180 củ kem mới được như vậy. Tại vì em biết khuyết điểm của mình, nhưng mà khi mà ảnh đòi nắm tay thì em không có cho. Em nói là thôi nắm chi, từ từ nắm. Em nói thôi giờ cho anh mượn tay, anh xem chỉ tay đi. Đấy, em mua kem cho bạn dưỡng đó giờ hay là sao? Hay là chê quá người ta tự mua? Chê quá tự mua chị. Không, thì ảnh cũng không có biết nhiều đâu. Nói chung là em biết khuyết điểm của mình. Là sao cái lần tao đàn đó là chính thức hẹn hò nhau, yêu nhau đó? Dạ, sau cái lần tao đàn đó là bắt đầu cái tình cảm với nhau rồi đó. Có một cái điểm mấu chốt mà tự nhiên em cảm thấy thích bạn á, là vì cái tính tình và cái ý chí của bạn. Tức là bàn tay của bạn có những cái vết thẹo ở đây nè. Em hỏi tại sao? Thì ngày xưa ở nhà khó khăn á, đi cắt cá người ta mà bị đứt tay rất là sâu, nhưng mà ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục công việc thì nó rất là nhức. Rồi khi lên thành phố học không có tiền thì phải nghỉ học đi làm công nhân, nhưng mà suy nghĩ là cứ làm công nhân hoài thì suốt đời sẽ không có thoát ra được và không có vươn lên được. Cho nên là bạn mới để dành tiền đi học lại và tìm một chỗ khác làm, rồi từ từ là học được cái nghề kế toán rồi có thể phát triển lên được nữa. Cho nên là yêu có cảm tình từ lúc đó đúng không? Em thích những người mà có một cái ý chí và kế hoạch mà nó vươn lên như vậy. Mà trong quá trình hai bạn tìm hiểu yêu nhau thì có những lần nào mà mình bất đồng quan điểm hay mình cãi vã nhau gì dữ dội không? Dạ, cái đó thì có chị. Cãi vã có, bất đồng quan điểm có. Nhưng mà tụi em thì nói chung giận nhau một ngày nữa. Có ngày nào muốn chia tay chưa? Có một lần là em giận quá. Làm gì mà giận dữ gì? Lúc đầu quen á thì bạn rất là hay là bảo vệ quan điểm của mình. Mặc dù bạn sai mà bạn bảo vệ quan điểm của mình á, bạn không có thừa nhận mình sai á, rất là giận. Cho nên là em không có nghe máy, em để máy đó. Rồi lúc đó cái tay bạn bị thương á, bị nói chung là cũng bị rạn xương á, cũng có băng bột nhưng mà vẫn chạy xe được, mà nó hơi mỏi hơn nhất một tí. Cái bạn chạy qua tới nhà thì về xuống sau nhà. Em cầm điện thoại em mới thấy nhiều cuộc gọi nhỡ. Em mới lúc đó mới cảm thấy là xót và nói chung là cũng thông cảm nhiều hơn. Từ đó là hai người nói chung là cũng có cái sự hiểu nhau nhiều hơn. Coi như là bởi vì bạn không bắt máy mà bạn này dù đang bị thương cũng phải cố gắng chạy qua để được gặp được bạn. Mình quen nhau được bao lâu rồi? Tới giờ phút này là được bao lâu? Dạ, tính tới lễ 2 tháng 9 của cái vừa rồi á là đúng 3 năm. Cũng dạ, lâu quá năm. Rồi. Thế là khi nào cưới? Dự tính là sẽ là qua năm sau. Có cái ngày giờ cụ thể chứ? Tại vì khi mà cưới là phải có cái ngày giờ tốt. Nhưng mà tại vì có nhờ một cái người quen á, mà để mà coi được cái ngày á, thì phải qua năm sau thì mới có cái ngày đó. Nhưng mà hai bạn đã chắc là mình hợp nhau chưa mà mình quyết định cưới? Từ trước đến giờ á, những cái mối quan hệ mà em mà quen á là chưa bao giờ qua được tới 4 tháng. Còn bây giờ thì em cứ quen bạn một cách bình thường, tình cảm tự đến thôi. Mà đã là 3 năm rồi. Cho nên điều đó khẳng định là rất là hợp nhau. Coi như đây là một cái người phụ nữ mà mình tin rằng là mình sẽ đi suốt cuộc đời đúng không? Đúng rồi. Lúc đầu á, bạn cũng có ghen. Lúc đầu bạn cũng có ghen. Mà ghen nhiều lắm, mệt mỏi lắm. Cái lúc mà về quê ở dưới Kiên Giang quê của bạn đó, đang nằm ngủ, nửa đêm thì thức dậy ngồi góc hỏi sao vậy? Không biết dò ở đâu biết cái password máy điện thoại của em. Coi trong tin nhắn cho cái người yêu cũ á, từ mấy chục năm về trước mà em chưa có xóa. Thấy đi ngồi khóc hỏi trời đất này là gì à. Ê. Bây giờ chuyện vui mới bắt đầu nè. Nửa đêm rồi mình rất là mệt, mình muốn ngủ rồi. Mà phải ngồi giải thích tại ba mẹ cũng đã ngủ gần đó. Ra phía sau vườn á, trời nó tối mà nó rùng rợn. Ngồi vậy thấy thích mà trời, nó mũi cắn gãi. Em ơi vô ngủ được chưa? Chưa, nó khóc. Mũi cắn rồi gãi, mũi cắn rồi gãi. Tôi không biết tiếng khóc của bạn này sao mà tôi nghe tiếng khóc bạn. Tôi tưởng tượng nữa đi, giống như là một con ngồi trong mùng hay là gì mà tôi thui em ngồi vậy mà khóc. Nghĩ sao đi về quê trên cái giường ngồi ban đêm không biết nữa. Nói chung là từ đó về sau là em nói là thứ nhất á,
là em không được tự suy diễn, tự suy diễn là tự khóc tự buồn luôn. Có nhiều lúc ngồi khóc hỏi ủa sao vậy, nói hồi xưa mới quen á, anh nắm tay anh dẫn em đi rồi bây giờ diễn đi, cái đi trước đi sao không chịu nắm tay. Ừ thì tại vì lúc đầu anh thương em thì anh phải nắm tay em, cho tới bây giờ anh cũng vậy. Rồi cái anh mới kêu là em có thấy ai mà câu được con cá rồi mà thả mồi cho nó ăn nữa không? Trời ơi. Ủa sao kỳ vậy? Tôi nghĩ là nếu mà đã yêu nhau mà càng yêu nhau lâu quá thì phải càng cố gắng thay đổi để mà làm những cái chuyện lãng mạn hơn, để mà coi như cái mối tình mình nó đẹp hơn. Cái lúc tự nhiên... cái tay người ta là cái khúc gỗ thì nắm hoài, bây giờ tay người ta mượt rồi không nắm. Còn đàn ông là cái người hay thay đổi, nghe chưa? Đàn ông á lúc nào cũng vậy. Em đã về nhà anh chưa? À, dạ cũng có về rồi. Tới vậy mà đến giờ mới tính chuyện đám cưới á, là một phần cũng là tại vì tụi em tự lập á, cho nên là cũng tự lo về chuyện kinh tế, tự để dành tiền, rồi cũng suy nghĩ đến cái chuyện là sau này sẽ là mướn nhà ở riêng các thứ, cho nên là nó thời gian nó kéo dài hơn một tí. Khi mà mình thông báo về hai gia đình thì hai gia đình có ý kiến gì không? Thể con mình lựa chọn thì luôn tôn trọng đỉnh con cái mình. Có cái điểm xấu gì của nhau không? Bữa nay mình khơi ra hết luôn đi để mình giải quyết. À, tật xấu của anh đó là mê gái. Cái này chị biết nè, chị làm bằng chứng á. Chị từ chứ, rõ. Chứ không lẽ bây giờ kêu mê trai. Anh mê gái là anh kéo theo em, làm em làm em cũng mê theo. Xấu là sao? Là sao? Thường á đàn ông mình á khi thấy phụ nữ đẹp thì thường hay nhìn. Coi thì đó là điều hiển nhiên thôi, nhưng mà có nhiều bạn á không dám nhìn, đi với bạn gái nhìn lén. Rồi nhiều khi bị phát hiện bị nhéo nữa. Thôi thì mình nhìn công khai bảo ha. Đúng rồi, cái này em đồng ý với anh, cái này em phải nói gì nè. Công khai luôn. Em bắt tay với anh. Phải gì nè. Cái này đúng rồi. Cái này là mỗi người phụ nữ được sinh ra trên đời này là một bông hoa đẹp. Mà trong cái vườn hoa rộng như thế này, anh nhìn bao nhiêu hoa đi chăng nữa thì cái bông hoa ở bên cạnh anh và anh luôn ngắm nhìn chỉ là em thôi. À. Đúng rồi. Không, cái này thì chị phải binh mà là bạn trai của em. Tại vì nhìn mà có rủ em nhìn đúng không? Dạ. Mỗi lần nhìn em kêu em nhỏ bạn đẹp quá phải không? Dễ thương quá mà phản xạ luôn. Đợt sau mà có là bạn thì anh bé đẹp quá anh đó nhìn. Thôi coi như cũng có được cái điểm chung. Vậy nè, bữa nào đi em thử em. Trụ anh trụ cái anh nó đẹp trai quá. Thử coi phản ứng của bên này sao. Em muốn kêu hoài à, mà anh không có sao hết. Sáng trời. Trời ghê quá. Rồi còn cái tật xấu gì em không vừa lòng với ảnh nữa không? Thật sự thì đối với ảnh á thì em nghĩ là đối với cái người như ảnh là biết quan tâm mọi người và biết chăm sóc em như vậy là cũng tốt rồi. Là tốt rồi, thôi đi coi ngày cưới được rồi. Còn em, ủa còn cái điều gì em chưa hài lòng không? Bỏ mấy cái từ lúa với lại là em chỉ mong muốn là bạn mình là nói chung là sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn, trau chuốt bản thân nhiều hơn. Mình chăm sóc bản thân từ sức khỏe tới vóc dáng tới nhan sắc thì nó sẽ ok hơn. Thật ra chia sẻ với cặp đôi này nãy giờ thì thấy là cặp đôi này khá là chín chắn và chững chạc. Mà với lại mình là hai cá thể khác nhau, không thể nào mà phù hợp nhau 100%. Nhưng mà cái tình yêu nó đủ lớn thì mình sẽ chấp nhận được đối phương hết tất cả, dù là tật xấu hay là tính tốt gì của người ta. Và chị nghĩ chắc chắn là cặp đôi này năm sau sẽ có một cái đám cưới hoành tráng đây. Thì hôm trước 2 tháng 9 á là kỷ niệm 3 năm quen nhau. Hai đứa cũng đi du lịch nhau. Nhưng mà còn nợ món quà chưa tặng. Trời ơi. Rồi đây tặng món quà kỷ niệm 3 năm ha. Quà gì mà để nợ lâu quá. Có tính lại nha. Tính mà làm mà là. Đây. Wow. Đây là món quà kỷ niệm 3 năm quen nhau. Anh hy vọng là với món quà này thì tình cảm mình nó sẽ khăng khít hơn và bền chặt hơn. Bớt lúa nha em. Trời ơi. Mà lần đầu tiên thấy tặng lắc chân luôn á. Có mà. Có không? Bình thường. Cái là được tặng lắc chân á. Lắc chân nó giống như là cái xích vậy đó. Rồi. Yeah. Thật sự là cũng bất ngờ. Tại vì những cái món quà đối với em là bây giờ là nó không có, gọi là em không có còn cần nữa. Mà khóc sáng mặt ta nha, nói rồi. Hay là giống như là cái tình cảm của anh dành cho em á cũng đã quá chân thành rồi. Thì những cái dịp gì á anh cũng đều dành cho em cái gọi là cái sự bất ngờ là ấy hết. Nhưng mà em á thì vậy em á thật sự á là em cũng cảm ơn anh. Ơn nghĩa gì thì bạn cũng quan trọng. Ơn nghĩa gì hôn nhau cái đi. Ơn nghĩa gì hôn nhau một cái. Rồi. Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc nha. Rồi bây giờ mời hai bạn sẽ đến với phần quà của chương trình.